Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 19 tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 sau nới giãn cách ly toàn xã hội. Độc đáo sáng chế khẩu trang làm từ nguyên liệu hạt cà phê, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm chi phí. An ninh trật tự, một vụ án mạng đã xảy ra chỉ vì bình luận kiểu tóc trên Facebook. Lạnh người, camera ghi lại cảnh xe tải cán tử vong bé trai rồi giấu xác bỏ trốn. Vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý của bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Như Nguyễn và Mai Anh xin kính chào quý vị. Đến hôm nay, nhiều cửa hàng và dịch vụ kinh doanh đã gần như mở cửa trở lại sau thời gian thực hiện chỉ thị số 16 giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trước tình hình mới, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ban hành chỉ thị số 19, vẫn với khẩu hiệu chống dịch như chống giặc. Quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với nội dung chi tiết trong chuyên mục tin nóng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau 8 ngày không ghi nhận ca nhiễm nào thì vào chiều qua, Bộ Y tế vừa công bố 2 ca bệnh COVID-19 mới, đều là du học sinh, trở về từ Nhật Bản và được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số ca nhiễm tính đến sáng ngày 25 tháng 4 là 270 ca, trong đó 225 ca đã được công bố khỏi bệnh và ra viện. Tuy nhiên, đáng lưu ý là có 5 ca đã dương tính trở lại. Các bệnh nhân dương tính lại gồm bệnh nhân 188, 52, 149, 137 và bệnh nhân 36. Các nước khác cũng ghi nhận bệnh nhân dương tính lại. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang điều tra về các trường hợp này. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị 19 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới nhằm kiểm soát ngăn chặn sự lây lan, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Các biện pháp được quán triệt chỉ đạo nêu ra trong chỉ thị gồm: người dân thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung đông người, tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện đông người, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ bán buôn, bán lẻ, sổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, áp dụng các biện pháp phù hợp. Với trường học giảm giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể phải đảm bảo không tập trung đông người, thực hiện khử trùng vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Nhà máy cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. Các cơ quan đơn vị khi làm việc thì người đứng đầu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, không để đình trệ công việc. FDA cho biết cơ quan này đã biết rõ về tình trạng sử dụng hai loại thuốc chữa sốt rét là hydroxychloroquine và chloroquine ngày càng tăng qua các đơn thuốc kê cho bệnh nhân COVID-19 điều trị ở nhà. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA ngày 24 tháng 4 đã đưa ra khuyến cáo không nên sử dụng hai loại thuốc này do có nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim. Theo FDA, các thuốc này có thể khiến tim đập bất thường một cách nguy hiểm. Nhịp tim có nguy cơ đập nhanh khi dùng kết hợp hai loại thuốc này với các thuốc khác như thuốc kháng sinh azithromycin, cũng như ở những bệnh nhân có bệnh lý tim và thận. Thuốc hydroxychloroquine từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi là vũ khí điều trị bệnh COVID-19. Tuy nhiên, theo một phân tích được trình lên các chuyên gia xem xét hồi đầu tuần này, thuốc hydroxychloroquine không mang lại hiệu quả trong điều trị COVID-19 và có thể gây tử vong cao hơn cho các bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện dành cho cựu chiến binh trên toàn nước Mỹ. Kính thưa quý vị khán giả, khẩu trang không chỉ là vật thiết yếu phòng dịch bệnh mà còn là nhu cầu sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng càng cao thì lượng khẩu trang thải ra môi trường càng lớn, góp phần gây ô nhiễm cho trái đất. Nhằm chung tay bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng, một doanh nghiệp tại Việt Nam đã sản xuất khẩu trang cà phê đầu tiên trên thế giới. Sống xanh hiện đang là xu hướng thời đại. Những món đồ organic thân thiện với môi trường luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Khẩu trang cà phê là một trong số đó. Vào khoảng cuối năm ngoái, ở Sài Gòn và Hà Nội là hai thành phố mà được thường xuyên nhắc đến trong danh sách những thành phố mà có chỉ số ô nhiễm cao trên thế giới. Thì mọi người nghĩ đến chuyện rằng là sẽ phải làm khẩu trang, làm sao giảm thiểu cái ô nhiễm đó. Ví dụ như là
ngoài cái tính năng là lọc bụi kháng khuẩn thì cái khẩu trang này nó phải thân thiện môi trường, nghĩa là thay vì mọi người dùng khẩu trang y tế thông thường và thải bỏ sau khi dùng và nó tốn cả 100 năm để phân hủy, thì cái khẩu trang mà mọi người mà đội ngũ của Thanh muốn phát triển là khẩu trang làm từ cà phê và phân hủy sinh học được. Đó là cái ý tưởng trước khi mà cái dịch nó bùng phát. Thì ngay sau khi dịch bùng phát, Thanh và các anh em có họp lại và quyết định phát triển nhanh cái loại sản phẩm này. Tính năng của cái sợi cà phê là kháng khuẩn khử mùi, tốt cho những cái vùng da mà của những người nhạy cảm trên khuôn mặt. Mà đặc tính quan trọng hơn nữa của cái khẩu trang này là cái màng lọc, thì nó có thể lọc được vi khuẩn và nó phân hủy sinh học được. Mỗi chiếc màng lọc có thể sử dụng tối đa 30 ngày không cần giặt với hiệu quả được chứng nhận tiêu chuẩn AATCCC100 bởi Qantespa. Điểm nhấn của chiếc khẩu trang này chính là mùi hương cà phê tự nhiên, khiến việc đeo khẩu trang không còn ngột ngạt mà trở nên dễ chịu hơn. Khẩu trang cà phê có giá 99.000 đồng một cái dùng trong 30 ngày, tương đương 3.000 đồng mỗi ngày, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, nhiều người dân khi đi trên các đoạn đường vắng thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đã bị một nhóm đối tượng xưng là công an chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi thực hiện hành vi cướp tài sản. Sự manh động của chúng đã khiến người dân vô cùng bất an, nhưng đến đây quý vị có thể an tâm được rồi ạ. Hiện công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết đã bắt giữ được nhóm đối tượng này. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi cướp tài sản đối với Nguyễn Minh Thuyền, 28 tuổi, quê Hậu Giang và Vương Văn Phước, 29 tuổi, ngụ Bình Dương. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can tạm giam để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có đối với Thái Văn Tình, 28 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Công an xác định các bị can này đã gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, gây xôn xao dư luận thời gian từ sau Tết Nguyên Đán năm 2020 đến nay. Phương thức hoạt động của nhóm này là đi đến các đoạn đường vắng, canh thời gian công nhân đi làm về đuổi theo, rồi tự xưng là công an để yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Quá trình kiểm tra, nhóm này sẽ lợi dụng lúc bị hại không để ý để cướp xe và nổ máy bỏ chạy. Nạn nhân nào chống cự, nhóm này dùng hung khí là gậy ba khúc để tấn công. Khi công an lấy lời khai, các bị can thừa nhận đã thực hiện trót lọt ít nhất 7 vụ cướp xe máy của người dân bằng phương thức trên. Một vụ án mạng xảy ra vào chiều hôm qua tại xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Điều đáng nói là cái chết của nạn nhân chỉ đơn giản là vì mâu thuẫn do bình luận kiểu tóc trên Facebook. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 4, Đỗ Văn Vũ, 15 tuổi, chạy xe máy trên đường liên thôn thuộc xóm 1, thôn 4, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, thì gặp Trần Hữu Thắng, 19 tuổi, thôn 4, xã Huy Khiêm, chạy xe ngược chiều. Do cả hai có mâu thuẫn trước đó trong việc bình luận về kiểu tóc mới của Vũ, đã đăng trên Facebook nên Thắng chặn xe Vũ lại. Thắng đánh nhiều cái vào người và mặt Vũ. Bị đánh, Vũ đã rút con dao trong túi quần ra đâm một nhát vào ngực Thắng làm nạn nhân gục xuống. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Đối tượng Vũ sau đó đã được gia đình đưa đến cơ quan công an trình diện. Thực sự là quá đáng tiếc phải không Mai Anh? Từ nay nếu mà có ý định bình luận khen chê trên Facebook ai đó thì chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận nha quý vị. Thiết nghĩ câu nói uống lưỡi 7 lần trước khi nói, có khi phải sửa lại là nắn chữ 7 lần trước khi comment. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày đầu của tháng 4 âm lịch. Đối với những tín đồ Phật giáo thì tháng 4 có một ý nghĩa rất to lớn, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi không tổ chức các hoạt động đại lễ để tránh tập trung đông người, góp phần phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng với tinh thần đạo pháp vì dân tộc, tháng 4 Phật đản năm nay tại một số chùa, tự viện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa cùng chung tay vì cộng đồng. Khác hẳn mọi năm, năm nay chùa Vĩnh Nghiêm, ngôi chùa có tiếng bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, không trang hoàng lộng lẫy, không nhộn nhịp các hoạt động mừng đại lễ Phật đản. Dù vẫn ánh lên niềm hoan hỷ nơi những Phật tử đến chùa dân hương, lễ Phật, nhưng niềm hạnh phúc và sự ấm áp còn đến nhiều hơn từ siêu thị mini mang tên Hạnh Phúc vừa được tạo dựng ngay trong khuôn viên chùa để đón người nghèo từ các nơi đến mua sắm thực phẩm với giá 0 đồng. Trong lúc đang khó khăn dịch Covid mà tôi thì đi bán giấy số, nên bây giờ nghe nói là siêu thị không đồng 100 ngàn, mừng quá. Chùa ấy với cái siêu thị Hạnh Phúc này cho vậy là rất cảm ơn, rất quý. Gần 2 năm nay, quán cơm chay Diệu Thường trên đường Hòa Hưng,
trở thành địa chỉ quen thuộc với những người lao động nghèo ở khu vực quận 10 với khoảng 150 suất cơm chay không đồng mỗi ngày. Và nhân mùa Phật đản năm nay, nhóm thiện nguyện của quán đã nâng tổng số suất ăn không đồng lên gấp từ 3 đến 4 lần nhằm để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lâu rồi. Bữa nay là quán phát 400 phần bún bò chay. Bún bò chay và kết hợp thêm là cho gạo cho cô bác. Lâu rồi, lấy lâu. Lấy cơm thường xuyên luôn. Mùa Phật đản là dịp để Phật giáo tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, vừa để cứu người, giúp đời, cũng là để lan tỏa tinh thần từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sinh. Chúng tôi với những là người tu sĩ Phật giáo nhằm mang lại niềm yêu thương, hạnh phúc cho bà con Phật tử cũng như là bà con nghèo, có một cái mùa Phật đản rất là an lành và hạnh phúc. Nhiều khu vực nông thôn ở Ninh Thuận đang đối mặt với nắng hạn gay gắt, tình trạng thiếu thức ăn và nước uống cho đàn gia súc đang diễn ra ở nhiều địa phương. Ngay cả những giếng nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng ngày càng khô hạn. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú tại địa phương. Đây là giếng cung cấp nước cho hàng chục hộ dân ở hai thôn Ba Hồ, Suối Vang ở xã Công Hải. Gọi là giếng nhưng thực chất đây là những vũng nước được bà con đắp lại để ngăn dòng mạch nước ngầm từ trong chân núi chảy ra. Hàng quá thì mày đi lấy nước ở đây, ở dưới làng trong làng cũng vậy, dưới cờ số đá cũng vậy, bất thùng mà hồ ghe cũng xuống đề đúng không? Sáng 6 giờ đến 7-8 giờ. Còn đây là giếng sâu hơn 10 mét của gia đình ông Máu Nắc ở thôn Ba Hồ. Qua một ngày đêm, nước mạch mới thấm ra được chút ít. Giờ năm nay là nó thẳng lắm, đi nước có nước uống, nước mà có nước tàu bò uống là nước mình cũng vậy mà mình đi xa mới có nước. Không chỉ thiếu nước sinh hoạt cho người, nước uống cho gia súc cũng trở nên khan hiếm. Để có nước uống cho đàn bò, chị Nguồn phải đạp xe hơn 3 km ra kênh thủy lợi, múc từng gầu nước đổ vào can trở về. Nên nắng hạn quá, thì khổ nước nữa, kiếm nước uống cũng xa, bây giờ múc nước cho bò cũng khó khăn. Xã Công Hải cũng có hệ thống nước máy nhưng các hộ đồng bào Ra Lai chủ yếu canh tác nương rẫy ở khu vực đồi núi cách xa trung tâm xã. Một số nơi có đường ống nước nhưng người dân không có kinh phí để đấu nối. Nguồn nước từ hồ sông Trâu nhưng hồ cũng đã dần cạn kiệt. Từ nay đến cuối tháng 6 năm 2020, nếu không có mưa thì vụ hè thu toàn bộ diện tích 775 hectare đất sản xuất nông nghiệp của xã sẽ phải dừng sản xuất. Gần 9.000 nhân khẩu đang mong mưa về. Ủy ban dân xã cũng đã ra xây dựng cái phương án về phòng chống hạn và cái kế hoạch triển khai phòng chống hạn tới ban quản lý các thôn để cùng phối hợp dừng tất cả mọi cái diện tích gieo trồng cho đến khi nào mà có mưa. Khô hạn kéo dài trong vụ đông xuân năm 2020, Ninh Thuận phải dừng gần 8.000 hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt cũng đang diễn ra gay gắt ở các địa phương của huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Ninh Hải. Tính đến ngày 23 tháng 4, tổng dung tích của 21 hồ chứa chỉ còn sấp xỉ 16% so với dung tích thiết kế. Ninh Thuận đang khẩn trương triển khai các kế hoạch ứng phó khô hạn, trong đó ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, điều tiết các nguồn nước tưới, cứu các cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao, nước phục vụ cho chăn nuôi và các ngành kinh tế trọng điểm. Mở đầu chuyên mục camera nóng hôm nay là tình huống hot tim liên quan đến giao thông. Một chiếc xe tải đã xảy ra va quẹt với xe ô tô 5 chỗ. Cảnh tượng diễn ra tiếp theo đó khiến cho ai cũng phải rùng mình. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 24 tháng 4 tại quốc lộ 10, đoạn chạy qua xã Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình, được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Cụ thể, khi xe tải và xe ô tô 5 chỗ xảy ra va chạm, khiến xe 5 chỗ bốc cháy phần đầu, sau đó lao thẳng vào nhà dân. Chiếc xe 5 chỗ đã hất văng một xe máy đổ trên vỉa hè, lao vào trước cửa nhà dân mới chịu dừng lại. Rất may hai người làm việc ngay hiên nhà, nhanh chân chạy kịp. Chấp hành luật giao thông là một trong những điều căn bản nhất để hạn chế nguy cơ dẫn đến tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Ấy vậy mà một tài xế ô tô đã bất chấp vượt đèn đỏ đâm vào một người phụ nữ rồi dửng dưng bỏ đi, gây bức xúc trong dư luận. Theo đoạn clip ghi lại diễn biến, chiếc ô tô con chạy tốc độ cao, cố tình vượt đèn đỏ và gây ra va chạm mạnh. Xe này đâm trúng một phụ nữ đi xe máy từ hướng vuông góc, khiến nạn nhân ngã văng xuống đường. Tài xế mặc kệ người bị nạn, cứ thế nhấn ga bỏ chạy. Hành động này đang bị dân mạng chỉ trích gay gắt. Người phụ nữ đi xe máy bị thương
và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Kính thưa quý vị, cộng đồng mạng hiện đang lạnh người trước đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe tải trong lúc lùi xe ở một con đường nhỏ tại Nghệ An đã không thể quan sát mọi thứ phía sau, cán nát một đứa trẻ vô cùng xót xa. Và rùng mình hơn, phát hiện cán chết người, nam tài xế đã bình thản xuống xe, mang đứa trẻ đem giấu rồi lấp cát che máu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi nhẫn tâm này của hắn đã bị camera an ninh ghi lại toàn bộ. Ở góc khuất của một bức tường, một đứa trẻ đang đứng chơi trước nhà nhưng không có người lớn nào trông coi. Lúc này một chiếc xe tải đang cho xe lùi dần nhưng tài xế lại không hề quan sát phía sau. Đứa trẻ vì quá hồn nhiên nên cũng không kịp phản ứng, cảnh tượng xót xa đã diễn ra. Đứa trẻ bị cán qua người tử vong tại chỗ. Bức xúc hơn là sau khi gây tai nạn, tài xế này đã xuống xe bế thi thể nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi. Sau đó y quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu và rời khỏi hiện trường. Theo điều tra của cơ quan cảnh sát, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 4 trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đến hôm nay ngày 25 tháng 4, công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ tài xế xe tải tên Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1987, trú tại phường Quỳnh Phương. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một đoạn clip cứ ngỡ như trong phim hành động xảy ra tại một tuyến đường ở huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó mà một người đàn ông đã táo tợn rút súng ra để giải quyết mọi chuyện sau màn va chạm. Và sự việc diễn ra ngay giữa ban ngày, xung quanh đang có rất nhiều người dân. Màn thể hiện của người đàn ông này đang khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi súng từ đâu ra. Người này sao lại được sử dụng súng đầy nguy hiểm như thế? Mời quý vị cùng theo dõi vụ việc tiếp sau đây. Như quý vị thấy, người đàn ông mặc áo sọc chở theo người phụ nữ mặc đồ bộ màu đỏ đang lớn tiếng cãi tay đôi với một nam thanh niên mặc áo trắng. Vì trước đó đã xảy ra một vụ va chạm giao thông. Tuy nhiên, thay vì ngồi lại giải quyết thì người đàn ông đi xe máy này lại bước xuống xe ra giữa đường lớn tiếng phân tích đúng sai, thậm chí còn rút súng giơ lên giơ xuống chỉ để chỉ trỏ. Một lúc sau, người này mới bỏ súng vào cốp xe và ngồi xem lại chiếc xe của mình. Mặc cho nam thanh niên áo trắng đi theo xin lỗi những cái sai về mình, nhưng hai người này vẫn tỏ thái độ tức tối. Chiếc xe máy của người đàn ông sử dụng súng mang biển kiểm soát 94E1-12853. Thưa quý vị, pháp luật Việt Nam có quy định nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khi không thuộc đối tượng được trang bị sử dụng vũ khí, vật liệu nổ hay công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trường hợp này, người đàn ông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định tại các điều 304, 305, 306 Bộ luật hình sự 2015. Mức hình phạt của các tội phạm này thấp nhất là 3 tháng tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Nếu chưa gây hậu quả thì đối tượng này còn có thể bị xử lý hành chính với mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng, căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Nhiều người vẫn nghĩ tại các cơ quan doanh nghiệp nhà nước thường có nhiều người, có cả bảo vệ nên vấn đề an ninh sẽ đảm bảo hơn. Tuy nhiên thì chỉ cần nắm được sơ hở, các đối tượng trộm cắp vẫn có thể ra tay, như tình huống vừa xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng, Bình Dương sau đây là một minh chứng. Như quý vị thấy, ngay giữa ban ngày, hai thanh niên chạy xe máy vào trung tâm y tế. Lúc này phía trước đang đậu một chiếc xe máy nhưng không ai trông coi. Ngay lập tức một tên ngồi trên xe cảnh giới, tên còn lại tiến về chiếc xe thực hiện thủ thuật bẻ khóa. Dắt đi một đoạn nhưng xe không nổ, hắn đành bỏ của chạy lấy người. Thưa quý khán giả, vốn là giáo viên dạy mỹ thuật đã về hưu. Trong thời gian cách ly xã hội, ông Trần Minh Lý luôn theo dõi quá trình chiến đấu với dịch bệnh của đội ngũ y tế thông qua báo đài. Những hình ảnh đó đã khắc sâu và không ngừng thôi thúc ông cầm cọ trở lại. Tận dụng cọ vẽ, khung tranh có sẵn, ông Lý dùng hết tâm tư vẽ tranh cổ động, thể hiện lòng cảm kích của mình đối với các y bác sĩ trong thời gian nỗ lực chống dịch COVID-19. Từ khi mà nhà nước công bố cái tuần lễ giãn cách xã hội, và tôi cũng là một trong những số người lớn tuổi hạn chế ra đường, thì trong thời gian ở nhà tôi cũng theo dõi tin tức thời sự, đưa tin về cái bệnh dịch COVID
thì qua đó tôi thấy cái bệnh dịch này nó rất là nguy hiểm mà dễ lây lan. Và người chiến sĩ đầu tiên trong cái công cuộc mà chiến đấu chống dịch này đó là các y bác sĩ. Thì từ qua đó tôi mới cảm thông và tôi cảm xúc được cái những hình ảnh của các vị y bác sĩ, và nhất là những cái người phụ nữ có chồng con mà người ta vẫn tham gia vào công việc này, tôi thấy là nó rất khâm phục. Mình là một người có năng khiếu về hội họa thì tôi vẽ một cái bức tranh kêu mọi người chung tay để mà chiến thắng dịch bệnh. Cái hạn chế của mình là mình không có tiếp cận được hiện trường. Đúng ra nếu mà người họa sĩ muốn vẽ một cái đề tài nào đó là phải tiếp cận được hiện trường. Người ta là phải tới đó, người ta ghi lại những hình ảnh để người ta nhớ khắc sâu vào những cái gì ta ghi chép lại, người ta ký họa đề tài để mà về phục vụ cho cái bức tranh của mình. Thì bây giờ thì nó đúng ra là cái điều kiện không có cho phép mình để tiếp cận những cái chỗ đó. Cái khó của mình là chỉ nhìn qua những cái báo đài, những cái thời sự thôi, và thoáng qua mình thấy cái hình ảnh đó nó gây cho mình cảm xúc, rồi từ đó mình ghi nhớ lại cái vị bác sĩ, cô y tá này đang làm việc gì đó, thì mình nhớ lại và mình dựng lại những cái hình đó. Thì trong quá trình tưởng tượng nó có khi chưa có lột hết được cái chân thật nó. Quan trọng là mình diễn đạt cho nó khắc sâu vô. Thì phải đáp ứng được cái nhu cầu là truyền đạt nhanh gọn. Thì tôi phải sử dụng cái màu, chất liệu màu acrylic. Thì cái màu đó là nó nhanh khô. Và cái tranh của tôi là bằng khung giấy. Bởi vì nó khác ở cái chỗ là tranh cổ động thông thường thì người ta làm rất là đơn giản. Nhưng mà ở đây tôi vì cái lòng khâm phục, tôi muốn đưa cái hình ảnh của người y bác sĩ đó nâng lên một bước, trở thành một cái bức tranh nghệ thuật chứ không phải là một cái bức tranh cổ động đơn thuần nữa. Sáng tác vẽ tranh thì những lúc rảnh rỗi tôi cũng tham gia vô cái phong trào mà hạn chế rác thải nhựa. Thì từ ý tưởng đó thì tôi thấy là mọi nhà đều cũng có những cái vài thứ vật dụng bỏ đi, cho nên tôi mới sáng tác dựa trên những cái vật liệu bỏ đi đó để mình làm ra thành ra những cái ống heo. Thì chất liệu ống heo này thực ra nó cũng nhìn bề ngoài thì thấy nó khó thấy, nhưng mà bên trong nó cũng toàn là những cái quả banh nhựa, những cái nắp chai nhựa, và những cái chén cũng bằng nhựa luôn, để mình hình thành tạo ra một cái khối hoàn chỉnh để trở thành một cái ống heo. Những vỏ chai gội đầu mình xài hết rồi đó, rồi tôi thấy nó cũng cái hình dáng nó cũng rất là đẹp. Rồi tôi mới tận dụng ở bên ngoài, tôi vẽ lại thành ra những cái hình dáng tùy theo sở thích của mình. Tôi đưa những cái dạng thể khái như là những thiếu nữ áo dài lên trên cái chai dầu gội. Khéo tay một chút thì quý vị có thể tận dụng nó để mà chế biến thành ra một cái đồ chơi khác cho mấy bé ở nhà. Như thế là mình sẽ được hai cái, một cái là mình đã hạn chế được cái rác thải nhựa, và một cái nữa là mình làm ra được cái món đồ chơi mới cho con cháu của mình. Xin cảm ơn họa sĩ Trần Minh Lý với những tác phẩm nghệ thuật rất ý nghĩa của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin nóng 24 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.